Cô-rinh-tô nhất chương 6 Tín hữu kiện cáo nhau. Ai trong vòng anh chị em có vấn đề kiện cáo nhau lại dám đem cho người ngoài không công chính xét xử, thay vì đem đến cho các tín hữu thánh? Anh chị em không biết rằng các tín hữu thánh sẽ xét xử thế gian sao? Nếu thế gian sẽ bị anh chị em xét xử, anh chị em lại không xứng đáng để xét xử những việc nhỏ mọn sao? Anh chị em không biết rằng chúng ta sẽ xét xử thiên sứ sao? Huống gì những việc thường ngày. Thế mà khi anh chị em có những vấn đề kiện cáo thông thường, lại cử những người bị hội thánh coi không ra gì để xét xử sao? Tôi nói vậy để anh chị em hổ thẹn. Không có một người nào trong vòng anh chị em khôn ngoan đủ để có thể phân xử giữa anh chị em mình sao? Nhưng anh chị em kiện cáo nhau và lại đem cho người không tin xét xử. Thật ra khi kiện cáo nhau tức là anh chị em đã thất bại rồi. Sao anh chị em chẳng thà cam chịu bất công? Sao anh chị em chẳng thà chịu bị lừa gạt? Nhưng chính anh chị em bất công lừa gạt rồi lại làm như vậy cho anh chị em mình. Anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối. Những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái, trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Trước kia một vài anh chị em vốn là người như thế, nhưng nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh chị em đã được rửa sạch, được thánh hóa và được tuyên xưng công chính. Lời khuyên về thân thể. Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi việc đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng tôi sẽ không để bị nô lệ cho điều gì cả. Đồ ăn là vì bụng và bụng để chứa đồ ăn. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt bụng lẫn đồ ăn. Thân thể không phải để gian dâm, nhưng vì Chúa và Chúa là thân thể. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại thể nào, thì cũng sẽ dùng quyền năng của Ngài làm anh chị em sống lại thể ấy. Anh chị em không biết rằng thân thể anh chị em là một phần thân thể của Chúa Cứu Thế hay sao? Thế thì tôi có nên lấy một phần thân thể của Chúa Cứu Thế làm thân thể của gái điếm không? Không khi nào. Anh chị em không biết rằng ai ăn nằm với gái điếm tức là kết hợp thành một thân thể với nó sao? Vì Kinh Thánh chép, hai người sẽ trở nên một thân. Nhưng ai kết hợp với Chúa thì có cùng một tinh thần với Ngài. Hãy tránh xa sự gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể mình. Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 7 Các vấn đề hôn nhân. Còn về những điều anh chị em đã viết thư hỏi tôi, như việc đàn ông không ăn nằm với đàn bà là điều tốt, nhưng vì tình trạng dâm ô, mỗi người đàn ông nên có vợ và đàn bà nên có chồng. Chồng phải chu toàn bổn phận đối với nhu cầu của vợ, vợ cũng phải chu toàn bổn phận đối với chồng. Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng chồng có quyền. Chồng cũng không có quyền trên thân xác mình, nhưng vợ có quyền. Vợ chồng không nên từ chối ăn nằm với nhau, trừ khi hai người đồng ý kiêng một thời gian để chuyên tâm cầu nguyện. Sau đó hãy trở lại với nhau như cũ để khỏi bị quỷ Satan cám dỗ khi anh chị em thiếu tự chế. Điều tôi nói đây là thuận phép chứ không phải mạng lệnh. Tôi muốn mọi người được như tôi, nhưng Đức Chúa Trời ban cho mỗi người một ân tứ riêng, người được ân tứ này, kẻ được ân tứ khác. Tôi khuyên những người độc thân và quá bụa nên ở vậy như tôi thì tốt hơn.
Nhưng nếu anh chị em không thể kiềm chế mình thì hãy cưới gả, vì lập gia đình vẫn tốt hơn là để tình dục nung đốt. Đối với những người đã lập gia đình, tôi truyền không phải tôi, nhưng Chúa truyền. Vợ không được ly thân chồng. Nếu đã ly thân, hãy ở vậy hoặc phải hòa giải với chồng. Chồng cũng không được ly dị vợ. Còn những người khác tôi khuyên, tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh chị em nào có vợ không tin Chúa, nhưng người ấy đồng ý sống với mình thì đừng bỏ vợ. Nếu phụ nữ nào có chồng không tin Chúa, nhưng người đó đồng ý sống với mình thì đừng bỏ chồng. Vì người chồng không tin Chúa nhờ vợ được thánh hóa, và vợ không tin Chúa nhờ chồng được thánh hóa. Nếu không phải vậy thì con cái anh chị em bị ô uế, nhưng nay chúng nó vẫn thánh khiết. Nhưng nếu người không tin Chúa muốn phân rẽ, hãy để cho phân rẽ. Trong trường hợp này, anh chị em không chịu trách nhiệm. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống trong hòa bình. Vì hỡi các bà, biết đâu các bà có thể cứu chồng mình. Hoặc thưa các ông, biết đâu các ông có thể cứu vợ mình. Sống như Chúa gọi. Mỗi người nên sống theo sự phân định của Chúa, và nên sống theo ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đây là nguyên tắc tôi giảng dạy trong tất cả các hội thánh. Ai khi được kêu gọi đã chịu cắt bì rồi thì đừng bỏ dấu ấy. Ai chưa chịu phép cắt bì mà được kêu gọi thì đừng tìm cách chịu phép ấy. Chịu phép cắt bì hay không cắt bì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Mỗi người đang ở vị thế nào khi được kêu gọi thì cứ ở vị thế ấy. Anh chị em là nô lệ khi được Đức Chúa Trời kêu gọi. Đừng lo, nhưng nếu có thể được tự do, hãy nắm lấy cơ hội đó. Vì kẻ nô lệ được Đức Chúa Trời kêu gọi trong Chúa là người tự do thuộc về Chúa. Cũng vậy, người tự do được kêu gọi thì trở nên nô lệ của Chúa cứu thế. Chúa đã trả một giá cao để chuộc anh chị em. Đừng trở nên nô lệ cho loài người. Mỗi người trong anh chị em đã được kêu gọi ở vị thế nào, hãy ở vị thế đó trước mặt Đức Chúa Trời. Người độc thân và quá bụa. Về vấn đề các trinh nữ, tôi không có mệnh lệnh của Chúa, nhưng nhờ ơn Chúa đưa ý kiến như là một người đáng tin cậy. Tôi nghĩ rằng vì sự khó khăn hiện tại, một người nên ở độc thân là hơn. Anh đã có vợ, đừng tìm cách ly dị. Nếu chưa vợ, đừng kiếm vợ. Nhưng nếu anh lập gia đình, không mắc tội gì. Và nếu một trinh nữ lấy chồng cũng không có tội. Nhưng những người có gia đình sẽ có khó khăn trong đời này. Tôi chỉ mong anh chị em tránh khỏi điều ấy. Tôi muốn nói với anh chị em thế này. Thì giờ ngắn ngủi, từ nay người có vợ hãy sống như người chưa vợ. Những kẻ than khóc như người không than khóc, người vui mừng như không vui, người mua sắm như kẻ không có gì, kẻ hưởng của cải thế gian như người không tận hưởng. Vì thế giới trong hình trạng này sẽ qua đi. Nhưng tôi muốn anh chị em không lo lắng gì. Người không lập gia đình thì lo việc Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Còn người có gia đình thì lo việc thế gian, tìm cách làm hài lòng vợ. Như thế tâm trí bị phân chia. Đàn bà không chồng và trinh nữ thì lo việc Chúa để tận hiến cả đời sống thể xác lẫn tâm linh. Nhưng đàn bà có chồng thì lo việc thế gian, lo sao cho đẹp lòng chồng. Tôi nói như vậy là vì lợi ích cho anh chị em, không phải để cản trở anh chị em, nhưng hướng dẫn anh chị em đến điều thích hợp và không sao lãng trong việc phụng vụ Chúa. Nếu có ai nghĩ rằng mình không xử sự hợp lẽ với vị hôn thê mình nếu tình dục quá nung đốt và nghĩ rằng họ nên lập gia đình, thì hãy cưới nàng, như thế không mắc tội gì. Nhưng nếu người ấy quyết định dứt khoát trong lòng, không phải vì ép buộc, nhưng có quyền tự ý quyết định trong lòng rằng nên giữ nàng như là vị hôn thê trinh trắng, người ấy làm điều phải. Như thế cưới vị hôn thê mình là làm điều tốt, và kẻ không cưới hôn thê mình lại làm điều tốt hơn. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được tự do lấy ai tùy ý, miễn là ở trong Chúa.
Nhưng theo ý tôi, người ấy cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất chương 8. Vấn đề ăn đồ cúng. Về vấn đề đồ cúng thần tượng, chúng ta biết rằng mọi người đều hiểu biết, nhưng sự hiểu biết sinh kiêu ngạo, còn tình yêu thương xây dựng. Nếu ai nghĩ rằng mình hiểu biết điều gì, thì người ấy chưa hiểu biết như đáng phải biết. Nhưng nếu ai yêu kính Đức Chúa Trời, Ngài biết người ấy. Về việc ăn đồ cúng thần tượng, chúng ta biết rằng thần tượng trong thế gian chỉ là hư không, và không có trời nào khác ngoại trừ Đức Chúa Trời duy nhất. Vì mặc dầu người ta nói có nhiều thần trên trời dưới đất, dù có thật có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha. Mọi vật do Ngài sáng tạo và chúng ta sống cho Ngài. Và chỉ có một Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ Ngài mọi vật hiện hữu và chúng ta cũng nhờ Ngài mà sống. Nhưng không phải ai cũng hiểu biết như vậy. Có người cho đến nay vẫn còn quan niệm cũ về thần tượng, nên khi ăn đồ cúng thần tượng, lương tâm vốn yếu đuối của họ bị ô uế. Thực ra, thức ăn không giúp chúng ta được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không ăn cũng không hại gì. Nếu chúng ta ăn cũng không ích lợi gì. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để quyền tự do của anh chị em gây cho những người yếu đức tin vấp phạm. Nếu có ai thấy anh chị em là người hiểu biết ngồi ăn trong đền thờ thần tượng, vì lương tâm yếu đuối họ được khuyến khích cũng ăn đồ cúng thì sao? Vì thế sự hiểu biết của anh chị em hủy diệt người yếu đuối ấy là người anh chị em. Chúa Cứu Thế cũng đã chết thay cho. Như vậy khi phạm tội cùng anh chị em mình và làm tổn thương lương tâm yếu kém của họ, anh chị em cũng phạm tội cùng Chúa Cứu Thế. Thế thì nếu thức ăn gây cho anh chị em tôi vấp phạm, tôi sẽ không bao giờ ăn thịt để khỏi gây cho anh chị em tôi vấp phạm. Cô-rinh-tô nhất chương 9. Quyền của một sứ đồ. Tôi không được tự do sao? Tôi không phải là sứ đồ sao? Không phải tôi đã thấy Chúa Giê-xu sao? Không phải anh chị em chính là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với người khác tôi không phải là sứ đồ, thì ít ra tôi là sứ đồ đối với anh chị em, vì anh chị em chính là dấu ấn cho chức sứ đồ của tôi trong Chúa. Đối với những người phê bình tôi, đây là lời biện hộ của tôi. Chúng tôi không có quyền ăn uống sao? Chúng tôi không có quyền đem theo một chị em làm vợ như các sứ đồ khác, hoặc như các em của Chúa và như Sê-pha sao? Hay là chỉ có tôi và Ba-na-ba mới phải tự túc làm việc để sống? Có ai ăn cơm nhà mà đi đánh giặc không công? Có ai trồng nho mà không ăn quả? Hay có ai chăn nuôi súc vật mà không lấy sữa nó? Phải chăng tôi nói vậy là theo thói người phàm? Kinh luật không dạy như vậy sao? Vì kinh luật Môi-se chép, chớ khớp miệng bò khi nó đang đạp lúa. Có phải Đức Chúa Trời lo cho bò không? Hay Ngài hoàn toàn phán về chúng ta? Về chúng ta có lời chép rằng, người cày ruộng cày trong hy vọng, và kẻ đạp lúa hy vọng được chia phần lúa. Nếu chúng tôi đã gieo điều thiêng liêng cho anh chị em, thì việc gặt hái vật chất từ anh chị em là quá đáng sao? Nếu những người khác còn có quyền ấy đối với anh chị em, chúng tôi không có sao? Nhưng chúng tôi đã không dùng quyền này, chúng tôi chịu đựng tất cả để không làm trở ngại cho phúc âm của Chúa Cứu Thế. Anh chị em không biết rằng ai phục vụ trong đền thờ thì nhận phần ăn từ đền thờ, ai giúp việc nơi bàn thờ thì được chia phần sinh tế nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, chính Chúa đã dạy, ai truyền giảng phúc âm thì được nuôi sống bởi phúc âm. Nhưng tôi đã không sử dụng những quyền này. Tôi cũng không viết những lời này để đòi quyền ấy. Tôi thà chết còn hơn là mất đi niềm kiêu hãnh ấy. Nếu tôi truyền giảng phúc âm,
Tôi không có gì để khoe khoang vì tôi buộc phải giảng. Nhưng khốn nạn cho tôi nếu tôi không truyền giảng phúc âm. Vì nếu tôi tình nguyện làm việc này, tôi sẽ được thưởng. Nếu tôi không muốn làm, trách nhiệm vẫn giao cho tôi. Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Ấy là khi truyền giảng phúc âm, tôi giảng không công. Chẳng đòi hỏi quyền lợi gì của người giảng phúc âm. Vì dù tôi được tự do đối với mọi người, chính tôi tự làm nô lệ cho tất cả để có thể chinh phục nhiều người hơn. Đối với người Do Thái, tôi trở nên giống như người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với người sống theo kinh luật, tôi sống như người theo kinh luật. Dù tôi không bị kinh luật ràng buộc để chinh phục những người theo kinh luật, đối với những người không có kinh luật, tôi sống như người không kinh luật. Không phải tôi không có kinh luật của Đức Chúa Trời, vì tôi có kinh luật của Chúa Cứu Thế để chinh phục người không kinh luật. Đối với người yếu kém, tôi trở nên như người yếu kém để chinh phục họ. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người. Tôi làm mọi sự vì cớ phúc âm để trở nên kẻ dự phần với phúc âm. Anh chị em không biết rằng trên vận động trường tất cả đều tranh đua, nhưng chỉ có một người thắng giải sao. Vậy hãy chạy sao cho thắng cuộc. Mỗi lực sĩ đều theo kỷ luật khắc khe về đủ mọi thứ. Họ chịu như vậy để đoạt mão hoa chiến thắng sẽ tàn héo. Nhưng chúng ta chịu như thế để nhận được mão hoa chiến thắng không phai tàn. Về phần tôi chạy đua không phải là chạy vu vơ. Tôi đánh không phải là đánh gió, nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi. E rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng.